Bật lửa cối Mỹ. Đây, cái cỡ nó như điếu thuốc vậy đó, nó dài như điếu thuốc vậy đó. Nó nhỏ và nó dài như điếu thuốc. Nhưng mà con này nó độc lắm. Mọc mọc nó nằm bên hông nè. Đây. Mọc nằm bên hông nè nha anh. Đó. Đó, mọc nằm bên hông này ha. Con này nó độc lắm, để em bật cho anh coi. Con này rất là độc. Con này biết sao không? Nó không có xài, nó không xài tim. À, nhìn lửa thích không? Ôi chá, mẹ ơi. Đó. Đó. Tối nay cái đèn lửa cái bóp cho con này phỏng. Đây. Manh thấy không? Chỉ việc bỏ bông gòn vô là xài thôi, không có không có cần sợ hết tim rồi gì hết ha. Độc không? Rất là độc luôn ha. Để càng lâu lửa càng lớn, thấy ghê chưa? Chất liệu là đồng khối nha mấy anh. Độc ha. Cái này mà mấy anh mà yêu cổ quái đừng bỏ qua mấy cái này, nó cổ quái quá, quá cổ quái. Thấy đã không? Không có cần xài xài tim, cứ bỏ bông gòn ở đây là xài thôi ha. Đó. Mọc đây. Mọc đây mấy anh. Đó. Rất là độc nha mấy anh. Rất là độc luôn. Cái này mà anh nào mà yêu cổ quái là đừng có bỏ qua, tại vì nó quá là quái cổ. Rất là độc nha mấy anh. Đó, mọc nằm bên hông nè. Này cối Mỹ nha. Nó cứng nhẹ là bình thường thôi, nhưng mà cố nó hay cấn. Nó cấn bình thường thôi ha. Rất là độc. Bỏ vô cái thuốc được nè. Kết cỡ nó như điếu thuốc vậy đó. Xài rất là thích. Nói chung nó độc. Mà anh cầm cái quẹt này đi đi chơi bạn, mà anh lắc con mắt bên phải, lắc con mắt bên trái luôn.